hai nghệ sĩ Việt hơn 50 tuổi vẫn tự tin khoe dáng với bikini. Hoa hậu Giáng My, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dù đã ngoài 50 tuổi vẫn tự tin khoe dáng với bikini không kém mỹ nhân trẻ tuổi nào. Hoa hậu Giáng My. Sau 33 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, nhan sắc của Giáng My vẫn rực rỡ, mọi thông tin về chị vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Dù đã bước qua ngưỡng tuổi 50 nhưng mỗi khi xuất hiện, chị vẫn khiến mọi người trầm trồ bởi vẻ đẹp vượt thời gian. Làn da nụt như lụa và vóc dáng thon gọn khó tin. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bikini nóng bỏng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, dù ở tuổi 51 nhưng Hoa hậu Giáng My vẫn cực nóng bỏng không kém mỹ nhân trẻ nào. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1965, vẫn được mệnh danh là người phụ nữ bị thời gian bỏ quên. Bởi có vẻ như sắc vóc của cô không bị tác động nhiều bởi quy luật của tự nhiên. Hiếm ai tin, ở tuổi 57, cô vẫn trẻ trung săn chắc như gái đôi mươi. Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện bikini trong những chuyến du lịch, khoe body săn chắc, nụt nà không chút mỡ thừa khiến người nhìn trầm trồ bởi vóc dáng và nhan sắc quá đỉnh cao. Từ lâu, MC Kỳ Duyên vẫn nổi tiếng là người chăm sóc bản thân cực kỳ kỹ lưỡng. Chính thói quen nghiêm khắc với bản thân trong chế độ dinh dưỡng, luyện tập và đồng hồ sinh học đã giúp người đẹp có được thành quả như hiện tại.